Minh Thúy xin kính chào quý vị hôm nay thứ Năm 22 tháng 7 2021. Kính thưa quý vị, trong phần 18 buổi phỏng vấn đặc biệt với nhà văn Phan Nhật Nam do Phan Lê Dũng thực hiện, nhà văn Phan Nhật Nam đã nêu lên sự tương phản khi so sánh chế độ miền Nam và miền Bắc qua tư cách của Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu và cách hành xử của Trương Như Tảng, Dương Quỳnh Hoa. Trong phần 19 buổi phỏng vấn đặc biệt với nhà văn Phan Nhật Nam do Phan Lê Dũng thực hiện sau đây, Minh Thúy mời quý vị tiếp tục theo dõi những suy luận của nhà văn Phan Nhật Nam trước biến động sụp đổ của nền đệ nhất Cộng Hòa, trước những câu hỏi chưa được trả lời rõ ràng về cuộc ám sát của Tổng thống Ngô Đình Diệm. Và trở lại cái chuyện biến cố Phật giáo là bắt phát xuất phát từ ngày 8 tháng 5 1963 ở tại Đài Phát thanh Huế. Bây giờ tôi cứ nói như những điều rất là cụ thể thôi. Bảo rằng là xe tăng của thiếu tá Đặng Sĩ vào đó tàn sát. Làm sao xe tăng làm việc rồi mà thiếu tá Đặng Sĩ là quân trấn trưởng mà có xe tăng, nó chỉ có xe bọc thép, bánh cao su, rồi gọi người ta gọi là xe cơ giới, xe không làm sao mà leo lên bậc thềm mà vô ở trong đài phát thanh mà bắn giết người ta được, đó là một chuyện. Thứ hai, chết đó là chết bởi một cái chất nổ. Rồi đây là vấn đề kỹ thuật, chất nổ đó Việt Nam cũng không có. Rồi tôi chưa nói chất nổ đó của ai, mà chất nổ mà C4, C5 rồi gì đó, thì quân lực Việt Nam Cộng Hòa, công binh Việt Nam Cộng Hòa không có. Và bây giờ đến cái lý ông thiếu tá Đặng Sĩ là thiếu tá quân trấn trưởng thì muốn nhận cái lệnh mà gọi là đàn áp Phật giáo thì phải nhận lệnh từ ai, cái gì nữa, cái cũng là cũng mắc gì mà ông thiếu tá quân trấn trưởng Đặng Sĩ mà đem xe tăng vô đâu mà giết Phật tử được thì là nhận lệnh từ ai. Thì bây giờ đầu tiên quân trấn trưởng phải nhận lệnh tỉnh trưởng. Tỉnh trưởng là Nguyễn Văn Đặng, là một người Phật giáo thuần tịnh. Rồi ông giám đốc đài Huế là ông nhạc sĩ Ngô Gan, Phật giáo thuần tịnh. Rồi đến ông tư lệnh vùng là ông thiếu tướng Lê Văn Nghiêm, là một ông thuộc Phật giáo thuần tịnh nữa. Thế như vậy ông Đặng Sĩ nhận lệnh từ ai? Bảo rằng nhận lệnh từ ông Ngô Đình Cận à? Thì khi ra tòa ông phải khai chứ. Yeah. Thế ông phải khai thì tóm lại là thế nào? Không có. Chắc chắn ông cái ông Đặng Sĩ này, ông mà mình đồng gia sắc mà ông cũng ghê gớm cách mấy, ông cũng tự nhiên từ ông vác xe tăng mà đi đàn áp Phật giáo hết thành tự nội cái gì đó. Ông Nguyễn Văn Đặng tỉnh Thừa Thiên, người Phật giáo. Ông Ngô Ganh giám đốc đài phát thanh Huế, người Phật giáo. Ông thầy dạy nhạc lúc nhỏ của chúng tôi. Ông Lê Văn Nghiêm tư lệnh vùng, người Phật giáo. Thì và nếu cho nhận lệnh của ông Ngô Đình Cận, nhận lệnh Ngô Đình Cận ông ra tòa ông phải khai chứ, ông phải khai ra tôi nhận lệnh Ngô Đình Cận này chứ. Đấy, thành thứ như vậy. Và tôi là người Huế, tôi xin nói đây nói lại, gia đình tôi nội ngoại là cô nghèo cách mấy cũng phải có một tượng Phật ở trong nhà, dù nhà tranh. Và bà chị tôi là Ngô Thị Thu Minh, con ông cậu hai Ngô Đình Huệ tự thiêu ở nhà tranh đó. Đấy, chứ bảo rằng chúng tôi không phải là người công giáo được đó. Thành thứ như vậy vấn đề sao? Thế nhưng mà vấn đề đó nó kéo vô đến Sài Gòn, nó tạo thành cái vụ một biến cố Phật giáo. Và ông Tri Quang được mệnh danh là người làm rung rinh Mỹ quốc. Ai đã đưa đến những cái xác định như vậy? Ai đã đưa đến những cái title như vậy mà tràn lên báo chí Mỹ, rồi báo chí Mỹ tràn lên khắp cái nước Mỹ? Ai ở DC biết phân biệt được ông Đặng Sĩ là ai? Ông Tri Quang là người nào? Qua tờ báo This Week, ông Tri Quang một người làm rung rinh Mỹ quốc. Mày sướng quá. Mày được ca ngợi đến như thế thì làm sao mà không thỏa mãn được. Thưa về anh Dũng, chúng ta đi hơi xa nhưng mà trở lại thì quân chúng, rồi đến chế độ, rồi đến con người. Vâng, chế độ thế. Chắc tôi nghĩ ăn đủ chuyện hết. Và chính mẹ tôi hơn ai hết, lục tháng 10 59 phải bỏ nhiệm sở ở Đà Nẵng rồi phải đi vào trong Sài Gòn
mới đến, đến và khi chết mà ở từ nhà Sài Gòn đưa về Nha Trang ra về Huế không có được cái quan tài để mà chôn. Gia đình tôi chính là một nạn nhân từ cộng sản, nạn nhân đến cộng hòa, nhưng mà bình thản mà nói ra thì đâu có phải là tất cả các cái yếu tố đó để đưa đến một sự sụp đổ của ngày 30/4/75. Và bây giờ chúng ta ngồi bình thản mà nói cái đó nó nằm ở đâu ấy? Nó nằm ở đâu chứ không phải là, không phải nằm ở Sài Gòn, không phải nằm ở Dân Độc Lập, không phải là lỗi ông Thiệu, không phải là lỗi ông Diệp, không phải lỗi của ông Caravan, không, và cũng tôi nói thật ra cũng không phải là từ do cái sức mạnh của Đảng Cộng sản là Lê Đức Thọ mà bí thư chiến dịch Hồ Chí Minh. Để chấm dứt câu chuyện, anh cứ tưởng tượng tại sao đưa Lê Đức Thọ, vì Lê Đức Thọ là người được giải thưởng Nobel hòa bình vì ký hiệp định Ba Lê, nhưng Hà Nội đưa Lê Đức Thọ vào làm bí thư chiến dịch để nói rằng thế này, ký hiệp định Ba Lê 27 Tân Giêm đối với chúng tôi không có giá trị gì hết. Và đó là cái lời than của Kissinger. Bây giờ 16 sư đoàn bộ binh cộng sản đang có miền Bắc, tôi tính ở trong sách vở tôi chỉ tính 15 rồi. Hóa ra sau này nó đưa thêm một cái sư đoàn ở ngoài 698 ở bên Lào về. Cho nên Kissinger đã có được update không số lượng là 16 sư đoàn bộ binh cộng sản Bắc Việt. Thế vì sao Lê Đức Thọ và Kissinger để chia cái giải thưởng gọi là Nobel hòa bình, tái lập hòa bình tại Việt Nam? Hòa bình tại Việt Nam đâu có. Thế bằng chết chứng tỏ Lê Đức Thọ là bí thư chiến dịch muốn nói với cậu thế giới rằng, muốn nói với người Mỹ rằng đây này, cái hiệp định này không có giá trị gì hết. Thành thử thưa với anh Dũng, thưa quý vị, tôi chỉ là đại úy của một cái binh chủng tác chiến, cao lắm là chức vụ mà lớn nhất trong nhà dù là kỳ đó là băng ba lữ đoàn 2. Thế bây giờ không Phật giáo, không Công giáo, không Cần Lao, không Đảng Dân Chủ, mà cũng không cộng hòa, không cộng sản nữa. Đó, thành thử bây giờ nữa, bình thản ra mà nói, lịch sử này luôn luôn được lặp lại, nhưng khổ thay, lặp lại của những sự sai lầm. Sự sai lầm đó là Tổng thống Kennedy ngày 22 tháng 11 1963 bị bắn, mà đến giờ này, từ 63 đến giờ này, hồ sơ giải mật không có được release ra. Đó là Tổng thống Nixon năm 1972 đắc cử với một tỷ lệ 49 trên 50 tiểu bang, đến năm 74 bị hạ chức vì một cái vụ đầu voi đuôi chuột. Đó là cái bi kịch Tổng thống Ngô Đình Diệm năm 57 được mệnh danh là người xuất siêu của châu Á, đến ngày 1 tháng 11 63, 2 tháng 11 63 bị đâm nát người, bị bắn vỡ mặt, chết ở trong cái lòng chiếc xe M113, nhưng mà không phải đâu, thật ra chết ở từ trong tổng nhà cảnh sát đem ra khi nó để hợp thức hóa bởi cái viên đạn của đảng sĩ. Đại tử thưa về tất cả anh Dũng, tôi không phải trầm giọng mà để ra đưa bi kịch, nhưng đây là sự thật, mà sự thật của lịch sử thì không có cách gì để mà thay đổi được. Chúng ta là hai con người không có quyền năng, không có khả năng, cho nên chỉ có được một cái khả năng duy nhất, khả năng thấy ra sự thật để mà nói cùng sự thật mà thôi. Xin cảm ơn anh. Cảm ơn quý vị vẫn giữ màn hình để tiếp tục chương trình. Minh Thúy mời quý vị theo dõi phần 20 buổi phỏng vấn đặc biệt với nhà văn Phan Nhật Nam do Phan Lê Dũng thực hiện. Dạ, mình nhìn về một khía cạnh khác, anh cũng có nói về chuyện anh đi hướng đạo. Chuyện anh đi hướng đạo nó bắt đầu như thế nào? Thì đi hướng đạo là con đít, hay đi xoay con người đó. Nhưng mà anh đi tức là do bà cụ đưa vào hay là không, anh gặp bạn bè hay là tự anh? Đi con đít mà. Vì đi hướng đạo mới có bạn. Và bà hướng đạo thì đủ vui, đủ tất cả các trò vui. Nhưng mà khi mà vô hướng đạo vậy thì nó có điều lệ không? Hay là mình chỉ đi, không, mình xin đi thôi. Mà trẻ con lúc đó ai đi hướng đạo hết. Cái phong trào nó phát động như thế nào? Nó phát động cách tự phát. Cách tự phát, ông anh trưởng hướng đạo tôi là một ông thư ký ở Bưu Điện.
Nhưng mà bây giờ nghĩ ra, kiếm đâu ra được một cái thế hệ thanh niên ngày chủ nhật đi cọc cạch chiếc xe đạp đi học với mấy đứa con nít mà vui mà sống động đó, mà để phóc tê con người ra, mà nhờ hướng đạo tôi mới biết được cái đệ đỉnh đèo ông Hổ, đỉnh đèo ở Tuy Loan, đứng ở trên đó nhìn xuống cả một đồng bằng Quảng Nam nó ngợp ngợp như vậy. Rồi nhờ hướng đạo tôi là cái thiếu niên mà được đi bộ từ cầu hai lên Bạch Mã, lúc đó chưa có đường xe hơi đó, mới thấy được cái non sông nó gấm vóc, đúng chữ gấm vóc thật. Từ ở trên đỉnh Bạch Mã nhìn xuống đầm cầu hai buổi sáng lúc mặt trời chưa lên, có như muôn ngàn con rắn, tức là các mạch nước nó phản chiếu ánh nắng, nó đi về miền Đông. Khung cảnh hùng vĩ đó, như ở Mỹ chúng ta đã đi qua Canyon, chúng ta đã ở Lắc Teo, nhưng mà sao không cho tôi cái cảm xúc bằng cái cảm xúc buổi sáng đứng một thằng nhỏ mười mấy tuổi đầu đứng ở trên đỉnh Bạch Mã nhìn xuống đầm cầu hai để thấy quê hương của mình đẹp đến như thế, đã cho chúng tôi cái cảm giác qua đèo cả lúc 6 giờ sáng nhìn xuống Vũng Rô. Và tôi nghĩ rằng đó là một cái cảnh bãi biển đẹp nhất ở trên thế gian này. Cái tầng nước xanh đậm nhạt lần lần mười mấy màu xanh, từ xanh đậm đến nhạt lần, khi mặt trời càng lên thì nó càng nhạt lần. Thành thử thưa với anh Dũng, tôi như tôi nói câu đầu, hướng đạo không phải là tạo thành ông Thạch ông Thạch còn không có. Tuy nhiên hướng đạo được cho sự trách nhiệm, hướng đạo được cho tình đồng đội, hướng đạo được cho biết yêu thương người đó, rất đơn giản. Không cách nào mà làm chuyện xấu được, cho đến giờ này không cách nào tôi dám hạnh diện được. Tôi cũng ba lơ ba lắm, một anh lính cũng đủ chuyện ở trên cái ở trên cuộc đời, nhưng mà chắc chắn là tôi không ăn cắp bao giờ hết, không chắc chắn 100%, mà tôi cũng nói dối nữa đó, mà không ăn gian nữa. Những điều đó nó đơn giản. Và đến giờ này gặp một ông hướng đạo đâu ở đâu ở bên Arizona nói chuyện với ông Huỳnh Ngọc Cúc, gọi là trưởng hướng đạo, tôi gọi là thưa anh, thưa trưởng. Và ông ta là có một cái hiệu là cái gì đấy, béo vui tính, mà chắc ông quên coi chừng ông quên, nhưng tôi nhớ. Vì sao? Vì đó con người, những con người đó nó đã xây dựng nên tôi, cũng giống như là ông bác sĩ Tô Phạm Liệu, ông đội trưởng đội hộ của tôi, là người không chịu ở lại sạc ly đó, tức là ông bác sĩ của tiểu đoàn 11 nhảy dù đó. Mà đến khi mà ông Nguyễn Đình Bảo mất thì thiếu tá Lê Văn Mễ tiểu đoàn phó bảo rằng mẹ ông bác sĩ cho dọc trước, xong bảo rằng không tôi ở rồi, tôi đi với anh thôi. Không ai bắt một ông bác sĩ phải không di tản hết, nhưng mà ông Tô Phạm Liễu nói không được, để tôi đi. Và nhân cơ hội bác sĩ, tôi kể luôn một bác sĩ hướng đạo, ông Nghiêm Sĩ Tuấn là chết trận rồi, ông sinh 1938, ông nặng 48 cân, người không đầy thước 6, và ông ta là bác sĩ trưng tập, bác sĩ Nghiêm Sĩ Tuấn, tức là bác sĩ dân y nhưng mà trưng tập đi lính. Thế nhưng mà đến cái buổi mà chọn binh chủng thì người ta mới bảo rằng nếu ai mà đi binh chủng nhảy dù thì cũng được kiếm được đồng quân thì không cần chọn, đưa tay tình nguyện. Bác sĩ Nghiêm Sĩ Tuấn đã tình nguyện đi nhảy dù, mặc dù trên nguyên tắc và trong thực tế không được một thước 6, nặng dưới 50 kg, cây dù không đủ sức để mà cây dù. Đứng về mặt bình thường, bác sĩ Nghiêm Sĩ Tuấn cũng khoái đi lính, gia đình nói đi lính nhảy dù, nhưng bác sĩ Nghiêm Sĩ Tuấn đã đi lính và đi lính nhảy dù và đã chết ở Khe Sanh. Vì sao? Vì khi mà Khe Sanh, người Mỹ cứ la lối về trận Khe Sanh, chứ thật ra cộng sản không đánh người Mỹ ở Khe Sanh, nó chỉ phóng kích vào căn cứ, nó chỉ đánh cái đại đội của cái anh đại úy Đất Ni ở một cái tiền đồn của Khe Sanh, và đánh tiểu đoàn 6 nhảy dù và đánh tiểu đoàn 37 biệt động quân của thiếu tá Hoàng Phổ, đánh tiểu đoàn 6 nhảy dù mà thôi, và đánh tiểu đoàn 3 nhảy dù.
còn chỉ có pháo kích vào ở trong Khe Sanh. Cho nên bảo rằng Khe Sanh sẽ biến thành một Điện Biên Phủ rồi quyết định chiến trường Việt Nam, có cái đó dọi nhau ở bên Mỹ rồi, chỉ có đánh một đại đội của đại úy Đắc Ni ở ngoài tiền đồn của Khe Sanh, ở trên cái đồi hình như 881 hay 883 gì đó. Thì bây giờ tôi trở lại với cái chỗ trường hợp của bác sĩ Nghiêm Sĩ Tuấn. Ông nặng 48 cân, ông không cao một thước sáu, thì ông khỏi đi lính chứ đừng nói là. Thế nhưng ông đã tình nguyện đi lính nhảy dù. Vì sao? Vì ông là gương đầu sinh. Vâng, vì ông là gương đầu sinh, ông có trách nhiệm. Và ông chết là tại vì ông đang nằm dưới hầm mà nghe lính bị thương bảo bác sĩ ơi, bác sĩ em bị thương, ông vọt ông lên và ông đã chết năm 1968. Thưa với anh Dũng và thưa quý vị, ở miền Nam chắc chắn không có ông sĩ quan nào, ông bác sĩ bảo là tôi đi lính để phục sự tổ quốc như ông Nghiêm Sĩ Tuấn hay là bác sĩ Tô Phạm Liễu cũng chết rồi, chết năm 2009 ở bên Louisiana. Nhưng và ngài nói, nhưng mà rõ ràng cái hương đạo đã tạo cho đứa trẻ một tinh thần trách nhiệm, một tinh thần huynh đệ, một tinh thần biết tự mình để mà giữ gìn mình. Và đó là cái câu mà ở trên trường Đà Lạt: tự thắng để chỉ huy, để chặn thắng ai hay lớn, thắng mình trước, giữ mình trước. Và tôi nghĩ rằng đó là một chương trình tốt. Mà nếu cái chế độ xã hội này mà cái thứ mà tròn khăn đỏ tròn khăn đen đó vậy, chỉ cần đừng có dạy gì lớn lao, hãy cho trẻ con Việt Nam đi hương đạo đi, thì họa may còn xây dựng lại được, cho tôi thấy là thua rồi. Đó, cái trường hợp của cái em học trò ở bên Úc phải hiểu rằng cái đứa trẻ mà được đi học ở ngoại quốc là một cái đứa phải việc đầu tiên gia đình phải có tiền và đã dặn dò khi đi con cái việc đầu tiên là phải đi ra ngoại quốc là phải có đời sống văn minh kỷ luật. Nhưng mà bây giờ xuống đường Bốn Sa này thấy hai ông đua xe Lamborghini, xe đó là chỉ có bạc trăm ngàn ấy. Hai ông đi ngay ở trong cái khu dân cư với những cái tăng vật đông ra về xe Lamborghini không thể đi chắc được, đó là con của ai? Con của những cái đại gia ở bên Sài Gòn và cái người cái em học trò mà dịch cơ bản đi qua một quốc gia, việc đầu tiên phải tuân thủ cái luật lệ của quốc gia đó, đừng có gây nên những cái conflict. Thế ở đây dịch cờ vàng xuống rồi còn chửi thề, còn cho lên video, còn phát tán lên nữa, thì như vậy nó không có giáo dục, không có giáo dục công dân. Rồi đây không nói là chế độ Cộng hòa Cộng sản thiếu giáo dục công dân, thiếu. Mà tại vì sao? Tại vì cái chế độ hiện tại Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam không có bài công dân giáo dục, không có bài công dân giáo dục, cho nên đã có hàng trăm ngàn người xuống đường vì để gọi là đi bão, gọi là để hô cái phái đoàn đá banh thắng ở Azerbaijan một trại đá, thắng hàng C trong được hàng B nữa. Thế mà làm cái gì? Cả một đất nước, cả một trăm ngàn người tuổi trẻ xuống đường, trong cái đó vụ Formosa không có ông tuổi trẻ nào ra hết. Thành thứ trở lại cái chuyện, nếu mà cái chế độ Việt Nam này, chế độ Cộng hòa xã hội chủ nghĩa, tôi không nói về đơn chí chính trị, muốn xây dựng lại con người dễ lắm, không phải dễ, khó nhưng mà dễ là cứ gây dựng lại cái phong trào hướng đạo đi, rồi sẽ tạo đi những công dân tốt, chắc chắn là như vậy. Kính thưa quý vị, chương trình Bản tin Hoa Thành Đốn tối hôm nay đến đây là chấm dứt. Mời quý vị đón xem phỏng vấn kế tiếp với nhà văn Phan Nhật Nam do Phan Lê Dũng thực hiện, sẽ được phát hình vào tối thứ Tư, 28 tháng 7, 2021. Mọi liên lạc hay đóng góp ý kiến với ban biên tập SBTNDC, xin email về washingtondc@sbtn.tv. Kính chúc quý vị một ngày còn lại bình an và vui vẻ. Minh Thúy xin được kính chào và hẹn gặp lại quý vị vào kỳ tới.